Xin chào quý cô bác anh chị, 7 giờ tối nay thì tôi chuẩn bị lên đường để đi soi cá thòi lòi, khám phá cuộc sống của ngư dân trong mùa dịch Covid-19. Hấp dẫn, thú vị. Lên đường. Vậy ngày nào cũng đi vậy đó hả? Ngày nào nước xuống thì hả? Cái nước thì con đi rồi, nước thì con thấy ở nhà. Nước xuống rồi đi rồi hả? Vô. Giờ dịch quá chúng ta đi giờ phải xuống nước thôi. Vô. Vô. Cho hôn ở nhà đi, tối em thui rồi đi làm chi? Ở nhà đi. Đi thấy đường không anh? Đâu thôi, mất công bận. Đi thấy được không? Cho nó đi mới vui. Rồi nó đi không? Ngồi tùm lum la. Đi không? Lầy không đi gì. Nó chồm lên tới đây rồi nè. Thần thú mà. Thôi mà không nhảy nó nhảy lung tung. Có bao nhiêu cái đèn anh? Hai cái. Ok. Một cái đèn pin cầm tay hả? Không, hai cái đèn đậu nè. À. Còn cái nữa. Nè em đổi cái này đi. Wow. Hôm nay mình sẽ đi theo một anh ngư dân bất đắc dĩ. Do dịch Covid không đi làm được, phải đi săn bắt như vậy, kiếm sống, nuôi gia đình. Bây giờ mình sẽ thử cái đèn soi. Bấm đâu giờ xu quanh. Đây. Cái là lên đèn. Ánh sáng này chắc đủ để quay phim rồi. Đúng vậy. Dạ, ok anh. Dư sức. Dư sức luôn rồi. Bây giờ Tuyên đã ra bờ sông rồi. Mình sẽ đi qua những cây nước. Nước rút cạn khô. Này thấy em không? Rồi, chiếc xuồng anh đấy hả? Nước rút cạn xuống tuốt dưới đây luôn rồi. Vậy giờ anh sao? Anh xách xuồng xuống dưới ha anh? Bây giờ em sẽ phụ anh khiêng hả? Một mình anh chơi được không? Bây giờ anh Minh sẽ chèo thuyền đưa chúng ta đến một nơi mà có rất nhiều cá thòi lòi. Nước sông đang cạn, có mấy người đang soi cá thòi lòi. Này là soi cá thòi lòi hay soi gì đây anh? Dạ. Anh sẽ chèo như vậy trong bao lâu Su Quỳnh? Chèo biết luôn, bắt cái nào về thôi. À. Đây, nghề này cũng không có đơn giản nha. Để bắt được cá thòi lòi là cũng phải chèo mệt mỏi luôn á. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn trên đầu mình lên để soi vô cái bờ cho các bạn coi. Đó. Cái lú lên được rồi để... Dạ. Cái lú hả? Má nó lại còn thấy mẹ nữa. Là soi lú của anh đó hả? Mới ra đây lần nè. Ừ. Ok. Anh này giăng lú nhưng mà bị... Anh
đi, ngồi yên nha con. Đây cái lú bên đó đó. Đây. Đây là cái lú của anh ấy. Giờ mình sẽ lo cách anh ấy làm việc nha. Má nó lặn tôm còn nằm đây nè. Là bắt hết tôm cá của anh á. Tôm còn sống không ta? Đơ kẹn. Chết rồi. Nó bị ngợp á. Nó rớt rồi, nó ngợp á. Tôm chết rồi. Đội xin chi vậy? Chiếu lên đi. Dạ. Đi xuống khám phá đó. Lát anh chèo em nắm mấy con lớn này em thả xuống nha. Anh đi đâu rồi ta? Anh ơi! Anh ơi! Con đâu rồi? Đi bơi lại hả? Lên bờ. Con khám phá được điều gì? Mình ngồi coi anh ấy làm nha. Anh Tây ơi, em là Tây Un. Thì anh này đi lú, ảnh bắt được rất nhiều cá đói nha anh Tây. Thì em sẽ mua cá đói để phóng sanh cho anh luôn nha. Rất nhiều cá đói. Nãy dính được mấy con cá đó bự bự không ha anh? Rồi. Phóng sinh cá đói luôn. Ê, rác mũ để em xử lý cho. Này nó trôi hết rồi, trôi ra ngoài sông lớn hết rồi. Rồi được rồi. Cái này để em lượm về. Giờ em giải quyết, em đốt.
xin mọi người ý thức đừng vứt rác nhựa xuống nước ạ. Rồi. Có đói nữa hả sư Quỳnh? Có đói gì cơm. Có đói, có tôm. Lấy cái tổng đi. Rồi, 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 lấy cái đồ để đựng. Các loại lòi thì sáng mai em mới phóng sinh được cho chị Bồ Tát Thánh Chân. Đây là nhà đây. Đói bự không? Nhà đây anh Minh à, cá đói rất to à. Và phải đi ghe như vậy chung với ngư dân thì em mới giải cứu được cá đói. Những cái con cá này nó chỉ sống trong tự nhiên, không nuôi được đúng không anh? Không. Hả? À, nuôi được hả? Không không. Những con cá này mình cứu nó là đúng bài luôn. Ê, đuôi đúng hết trời. Cá đói nhiều ký sư huynh? Cá đói này tao bán 90% gì á. Dạ. Có chỗ tao bán 150. Dạ rồi, dạ rồi. Cá đói nhiều lắm. Cá đói này béo lắm. Cá đối béo ha, nó có mỡ đúng không? Cá đối ở sông này nó ngon hơn là cá đối trong đồng nhiều. Trong hồ người ta nuôi cá đối gì đó. Dạ. Dạ, cá đối nhiều mà. Má còn chặt bá luôn. Trời ơi anh ơi, anh Ti ơi, Bồ Tát Ti ơi, đội ơn Bồ Tát Ti nha. Nhà có Bồ Tát Ti trợ duyên thì mới có thể giải cứu được cá đối. Má, dạ, cá đối bự lắm anh ơi, Bồ Tát Ti à. A Di Đà Phật công đức vô lượng anh ơi. Cá đối này chịu đựng được bao lâu anh? Nè, mấy này. Nó lên trên bờ một tí là nó chết. Một tí là chết hả? Ừ, nó khô khoảng cỡ chừng nửa tiếng. Dạ. Yeah. Rồi hết cá đối rồi, mình lấy cá đối thôi ha. Dạ. Hay là lấy tép luôn không? Lấy tôm hết luôn đi. Thì cứ anh tính cho em một xô vậy đó. Một lố vậy đó. Rồi bây giờ em sẽ thả từng bạn cá đối xuống luôn ạ. À. Ở đây được không? Thả đây được không? Có bị mắc kẹt là không hay đi ra xa? Không, thả đây cũng được. Sao đâu. Rồi. Cá đối ơi, đừng mắc lưới lại nha. Rồi, cá đối đi một em. Cá đối. Honey à, con... Trong cái đó còn không anh? Anh kéo ra hết chưa? Hết rồi. Cái đầu tiên mình dở, mình nói... Nó lằn đó. Dạ. A-di-đà Phật. Bây giờ em sẽ thành tâm cầu nguyện cho gia đình anh Bồ Tát Ti ạ. À. Rồi em sẽ im lặng và em thả hết đống cá đối này. Mọi người cùng đếm với em nha. Đâu em cầm cá đối lên coi coi. Dạ. Đối này đang có trứng. Đang có trứng luôn hả? Công đức vô lượng luôn rồi. Thì nó còn vòng vòng đây chứ, đi ra ngoài kia thả ra kia người ta đóng đáy quậy á. Ừ. Đang chui vô đáy của người ta hết rồi. Rồi, một tay em quay, một tay em thả mấy cái lú này chứ gì mà. Kêun hôm nay đủ duyên cứu được quý vị một mạng. Quý vị đừng để mình bị mắc lưới thêm lần nữa nha. Bởi vì sẽ không phải lúc nào cũng có duyên Kêun cứu được đâu. Cứu cá đối là rất khó. Bởi vì cá đối là thường là không có đi theo thuyền của mấy anh chị này thì sẽ không bao giờ cứu được. Ồ, mắt của mấy bạn tôm này sáng trưng màu hồng luôn ạ. Rồi, còn một bạn cá đối nữa. Cá đối nữa.
chạy ra sông cho anh. Bây giờ mình thả mấy cái này xong rồi mình đi ra luôn. Đi ra luôn đi. Vừa đi luôn đi. Đi đi nè, mình thả xong rồi đi ra luôn nè. Rồi anh Minh, anh tính cái xô này bao nhiêu tiền đây anh Minh? Tính đại 100 đi. Tính đại 100 hả? Vậy thì mai mình ấy các loại. Dạ yeah. Tính lại. Ok. Để giờ cứ để mẹ, cứ để cứ thả lại đi. Mai mình đâu mình tính được. Dạ yeah. Chưa? Dạ rồi. Ok hả? Ok. Tại vì Đà Phật cảm ơn gia đình Bồ Tát Ti hồi hướng công đức thả cá đối lần này cho gia đình được an vui, tai qua nạn khỏi. Rồi rồi. Rồi bây giờ là tiết mục bắt cá thòi lòi cho các bạn xem nhé. Đây một bạn cá thòi lòi đang nằm yên cứng động đây. Rồi anh ấy bắt làm sao? Rồi cái gì mà nhẹ nhàng dữ vậy anh? Nhẹ nhàng thôi. Ông có một cái lưới. Cá thòi lòi đang nằm giống như là đang ngắm cảnh vậy đó. Ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng. Ổng hốt một cái vô liền. Anh ơi, cá thòi lòi này là người nó bị vẫy chày chày là chắc là mấy con mình thả. Cũng không chừng. Dạ đúng rồi. Nhiều con nó ra. Có nhiều con thì nó vô trong rừng. Dạ. Con này là con mình đã thả và bây giờ nó đã bị hốt lại. Nghĩ gì nhìn cái vảy chày của nó. Thôi kệ. Mình không bắt người ta cũng bắt hả? Dạ. À mình bắt mình thả chỗ khác. Dạ. Anh bắt anh thả chỗ khác luôn hả? Ừ. Vậy chứ anh bắt anh thả hoài vậy?
Nếu mà đi xa hơn nữa thả luôn tối nay cũng được. Thôi để sáng mai đi ha. Tùy thôi. Sáng đi. Để phải đi xong một cái chuyến về để anh ấy coi được bao nhiêu cá thòi lòi à. Thì em đã nhận diện được con cá thòi lòi này là con cá, một trong những cá thòi lòi em cứu, bởi vì nó bị chóc vảy. Một con cá thòi lòi to đang nằm nghỉ ngơi. Rồi dính luôn. Khả năng bắt cá thòi lòi điêu luyện. Rồi. Đây là con cá thòi lòi có trong tự nhiên, không phải là của anh ấy bắt. Này. Có nhiều con nó ở dưới hang nó thọt lên nó cũng sắp dậy. Nghỉ ngơi đi con. Hôm nay đủ duyên lành gặp được Bồ Tát Thánh Chân. Ngày mai tụi con sẽ được trả về với tự nhiên. Em lấy cái miếng dán em ngồi. Mấy con này nó ăn mấy con tôm chì đúng không anh? Nó ăn tôm, nó ăn cá, nó ăn. Đây là loại vật đặc biệt nhất trong tự nhiên. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, cảnh màn trời đêm rất là đẹp. Em thì đang ngồi tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Còn đây anh Minh đang chèo thuyền hì hục để bắt cá thòi lòi để về bán cho em phóng sinh. Và đây là thần thú của em đi theo em. Bây giờ em sẽ ở đây, em sẽ ngồi thiền nghỉ ngơi chờ anh Minh ảnh bắt cá thòi lòi xong rồi tụi em sẽ đem vô bờ, mai rồi mình sẽ thả. Đây là đi chuyến này là cũng là trải nghiệm lần đầu tiên của em, thì em thấy cái công việc. Ủa, vậy là anh chỉ có bắt bằng cái đèn với cái vợt này thôi hả? Không còn cái gì khác ha anh? Còn đồ chơi khác không? Chơi là... Mấy cái chai đó làm gì xui anh? Đặt bẫy nó. Nó chui vô hang á. À. Mấy cái chai này để đặt bẫy nữa, chai nhựa. Tính ra mình mà vứt bỏ mấy chai nhựa xuống nước là mấy con cá thòi lòi nó không biết nó chui vô á, thưa anh chị. Dạ. Bây giờ em sẽ ngồi thuyền nghỉ ngơi xíu đây, để hồi coi anh bắt được bao lâu. Em nhập định luôn quá, cảnh này nó tươi quá, ngủ luôn á. Thưa quý vị khán giả đang xem chương trình đi soi cá thòi lòi tại rừng Đước, thì bây giờ em đã ra tới sông lớn rồi, mà trong vỏ vẫn mới có hai bạn cá thòi lòi thôi. Liệu có khi nào mình bắt tới sáng luôn không anh? Sáng nước nó lớn rồi. À, nước lớn là anh ấy sẽ không bắt được à. Nước ở đây mực nước sâu là bao nhiêu sư huynh? Tàu lớn chạy ở đây luôn hả? Hiện tại nước ở khúc này là nó sâu không anh? Không, khúc này cạn thôi. Cạn hả? Yeah. À, khúc này là đã qua lúc cổ rồi đúng không? Lúc đầu á, khúc sông này là lúc đầu, đây là sông lớn. Và ở trên kia là người ta đang đóng chuồng. Là nước nó sẽ cao lên tới cái mực trên đây à, thưa quý vị. Là cái lưới mà nó giăng lên cao tới khúc đó đó, là cá lớn nó sẽ chui vô mấy cái chuồng này nè, đúng không anh? Đó thì theo cái chiều cao của chuồng á, thì em thấy cái chuồng này nó cao, tính luôn phần dưới đáy lên tới phần trên này là nó cũng hơn 3 mét, đúng không sư huynh? Hơn 3 mét đó nè, khoảng là 3-4 mét đi.
Rồi trong cái chuồng này đang dính cái gì đây? Rác. Rác không? Thì cái chuồng này nó hay cái là cá thì cũng dính mà rác thì cũng nhiều ha. Rồi người ta lụm mấy cái rác này ra người ta đem lên bờ người ta dục không hay là sao Quỳnh? Nước nó cạn người ta xúc dục. Ta dục luôn chứ người ta không có đem rác lên bờ hả? Ừ, ai mà rảnh đem lên. Không ai rảnh. Giờ em rảnh rồi. Mà em chui vô đây cái người ta hốt em luôn. Mấy tháng. Dạ. Yeah. Bên đây có chiếc thuyền gì đâu tới 3 tầng lần nào ngon quá ta. Còn nhiều lắm. Em đang ở gần cảng Gò Dầu, cảng Vidan. Anh ơi, trong này dính cá rồi đó. Biết sao không? Em thấy mấy con cá nhỏ nó nhảy xung quanh là ở trong đó có cá lớn á. Mình vô chổng không? Vô sao được, vô. Khám phá. Rồi 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 rồi. Có một bạn cua đang bò và một bạn cá thòi lòi đang nằm. Cua này là cua gì đây? Là biết bắt không, lấy cái giỏ chụp lại. Thôi, em không bắt đâu, anh bắt đi. Em giải cứu động vật mà con cua này độc quá vậy ta anh? Gì? Cua này hay quá à, giống cua nhện nha. Con đó là kêu con xì ke ở đây chứ. Chết mẹ, chạy tiếng rồi. Rồi. Hả, anh thấy nó không? Con cua xì ke đó ăn không được hả anh? Được chưa? Em thấy nó xương không à? À cua xì ke đây nhiều vậy? Anh ấy vừa mới sổng một con cá thòi lòi. Trời! Cái level của ổng ghê thật mọi người ơi. Nói chung là cá thòi lòi nhỏ thì ổng tha, mà cá thòi lòi to là ổng hốt và chưa xuống hả? À con cá thòi lòi này mang bầu nha các bạn. Nó mới ăn cá một tuần. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Biết sợ chưa? Biết sợ đại ca Minh chưa? Ừ, anh đi. Đây, hai vợ chồng làm nghề đánh cá, nghe nhạc trên thuyền. Anh đừng lo ra nghe nhạc nữa hả? Xin chào cô chú. Cái đó là mấy người dân ở làng chài mình luôn hay đâu vậy anh? Vậy hả? Anh cũng vậy vậy. Dạ. Yeah. Ông là đầu á, anh cả. Dạ. Yeah. Ủa, mấy người đang trên kia đang làm gì kìa? Bắt cá đối hả? Cá mà nãy giờ đó. À. Cá gì chú? Còn sống không? Bán con luôn đi. Bán cái gì ăn? Bán con phóng xanh. Không, cá chết hết rồi. Vậy hả? Ủa, ổng đánh bắt về ổng ăn hả anh? Nên ổng không chịu bán đâu đúng không? Ăn cũng có, người ta bán cũng có. Mà cá đây mua em cũng có thả được đâu mà mua. Sao vậy? Chết hết rồi. Ờ, à, đúng rồi. Cá đói là hả, giải cứu rất là khó luôn thưa anh Ti. Là mình mới bắt lên là mình phải thả liền nó mới sống đúng không? Cũng chết à. Cái dòng đó nó dính lưới mà chết. Cá đói dính lưới mà chết. Mấy con nãy bơi ngon mà. Mấy con mà mình dính lòng đó thì nó còn sống chứ còn mấy cái kiểu nó dính lưới á nó mắc mang mắc vậy á. À. Nó chết. Cái người ta đang đánh lưới đó. À. Như vậy là cái còn cách mình là mình đánh lòng là yeah. Nó vô trong lòng giống như là nó còn ở dưới nước bình thường thôi, mình vớt nó lên thôi. Dạ. Yeah. Còn mắc lưới vô là nó quấn lưới tùm lum vô người. Đấy, là chết. Chốc vậy là chết. Gỡ là nó chết.
À, như vậy là mình giải cứu được cá đói là cực kỳ đỉnh luôn rồi đó hết đi ạ. Chưa ai giải cứu được cá đói thành công đâu. Dạ. Nói nào giờ em thấy người ta thả bóng xanh nhiều rồi mà em thấy có ai thả cá đói đâu đúng không? Dạ. Cá đói đâu có thả được. Hôm nay là anh Ti thả được tới cá đói luôn. Không ai làm được việc này. Còn lại cá đói là đánh lộn là nãy của mình còn sống. Dạ. Yeah. Cá đói đó là thả lại sống trong trong. Ngồi ngay lại. Dạ dạ dạ. Sông lớn rất là to. Hôm nay là trăng gần tròn rồi. Khi nào là Tết Trung Thu vậy anh? Rằm. Còn mấy bữa nữa hả? Cái này mình ngộ coi. Sắp tới Tết Trung Thu. 4 bữa nữa. 4 bữa nữa là rằm Tết Trung Thu á. Lúc đó mà anh chị nào phóng xanh á là cực kỳ tốt luôn. Trung Thu mà phóng xanh trong cái ngày đó là ngon lắm luôn á. Công đức vô lượng. Bữa đó trăng sáng nè. Mình là người lớn thì nên ở nhà. Ủa vậy bữa đó anh không đi bắt hả? Ai anh á hả? Ừ. Chưa biết, con cá thò lọ đang bơi. Em thấy Trung Thu mà nếu được em làm video rồi anh ấy chuẩn bị hốt nó rồi kìa. Thằng nhỏ đang nằm dưới nước nghỉ ngơi kìa. Má có mày nặng quá. Anh không có vườn ghe tới được. Vậy hả? Chứ bữa là anh đưa cái mũi vô tới đó luôn á. Vậy là anh ấy đã sống hết hai bạn cá thòi lòi. Và ở đây em cũng nhìn thấy cái đèn em đang rọi, em nhìn thấy hai bạn cá thò lòi nhỏ đang nằm. Wow. Gì cọc không vậy? Đây mà nước chào quá, con cá của anh chạy trốn rồi. Mới nằm một chị. Như đi bắt này có người đi cùng khó bắt không? Nãy giờ anh sổng hai con rồi. Hôm nay buồn ngủ không? Hôm nay sợ ma không? Hôm nay nè, ma nè. Ma tiêu nè. Hôm nay muốn bắt con gì? Hôm nay chỉ muốn đi theo thôi hả? Không bắt gì hả? Đi theo bảo vệ tiêu nữa. Không bắt gì hết. Bắt cá thòi lòi chỉ được ban đêm, trời sáng là không bắt được nữa. Dạ, trăng đang rất sáng à. Trăng tròn vằn vặc luôn. Đậu má, lặn nữa. Lồn đậu cá nước lớn rồi.
kết hợp với ánh trăng, ánh đèn. Bây giờ cảnh quay có thể đẹp hơn được một chút. Đó. Đây là săn bắt hái lượm mà đúng luôn á, chuẩn luôn à. Cái con này nó chưa bị bắt nên nó chưa có kinh nghiệm. Những con đã bị bắt rồi nó thấy ánh sáng đèn mà chiếu vô mặt nó là nó chạy. Ở đâu con này? Đầu tiên mình chụp nó hụt á. Yeah. Ở đây thì em nhìn thấy là anh bắt được lại một con cũ và ba con mới. Dạ. Yeah. Đây con cũ nó bị chày mình nè, là con mình phóng xanh nè, cái vây nó rách hết trơn. Còn những con mới thì vây nó còn y nguyên à. Con này thì bị chày một chút xíu là do quýnh lộn trên lưng. Còn vây mang là đi đủ hết. Thôi nghỉ ngơi nha. Nó cắn lộn dữ lắm. Bồ Tát Thánh Chân sẽ giải cứu cho các bạn ngày mai. Bồ Tát Thánh Chân này quá là tuyệt vời. Hiện tại mình đã chèo ghe đến đâu rồi Sư Huynh? Cái này là mình đã chèo đến đâu rồi? Sắp tới Bà Rịa Vũng Tàu chưa? Gì? Ở đây là ở đâu? Ở đây là về hướng về Long Thành. Vậy hả? Qua công ty bột ngọt Vidan chưa? Ở đây về Long Thành mà đâu có bột ngọt Vidan nằm ở chân mà. Vidan là nằm ở chỗ nãy á, cái chiếc cầu nãy đi thẳng xuống. À. Ở này là mình đi lên. Hướng lên thành phố, hiểu không? À. Hướng này là hướng lên Sài Gòn á ha anh. Ừ. Hay đó bà đi ra phà Cát Lái được mà. Là anh đạp đây tới phà Cát Lái luôn hả? Đạp ra tới đó nổi. Đạp tới đó chắc anh rụng giò luôn quá. Đạp nổi chứ, nhưng mà phải có đồ ăn để uống rồi mình đạp nghỉ ngơi được. Ồ. Vậy rảnh anh đạp qua Cần Giờ lấy cho mềm hang rái cá. Cần Giờ vừa có đường thông qua đúng không, gần đúng không? Được chứ, nhưng mà ra quẩy sông lớn sống đập đầm hầm hầm chứ gì nữa. Em cần giải cứu hang rái cá bên Cần Giờ. Anh Minh ơi, em thấy cái con chày chụa thôi phóng xanh luôn nha, cho Bồ Tát Thánh Chân vui lòng nha. Dạ, cái con này chạy chỗ á. Ở đây người ta có bắt à, tự lắc vô kia thả. Dạ, vô cái chỗ nào mà bình yên cái thả nó. Cho con này nó đi xuống đây nó kiếm ăn đi chứ không thấy người nó chạy chỗ quá, mai nó ở lại với mình nó tội nó quá. Thuyền đang chạy dưới chân cây cầu. Này là xây cái đường cao tốc đúng không anh? Ừ. Đó. Đó là mấy cái trụ cao tốc. Đây là mấy cái trụ cho đường cao tốc nè. Bắt ngang qua đây. Hy vọng là đường cao tốc ở đây xuất hiện thì mọi người cũng đừng có đô thị hóa ở đây, cứ giữ cho rừng đước ở đây nó còn nguyên vẹn. Chứ nhiều nhà đầu tư họ thấy đây phát triển ngon quá, bắt đầu tàn phá rừng xong rồi làm nhà nữa. Là xong là tận diệt môi trường sống của các loài vật nữa.
Đi mấy tiếng đồng hồ rồi đó, 2 tiếng rồi mà được có 4 em thôi. Thưa Bồ Tát Thánh Chân, bây giờ Tuy Un xin thả cái con cá thòi lòi phóng sanh mà đã bị bắt lại ạ. Này, người nó thương tích đầy người nên thả nó đi trước. Dạ. Anh nói thả đây là nó lên rừng luôn hả Sư Quân? Ừ. Giờ đây rừng đước. Thì rồi, bơi đi rồi. Thì sẽ cố gắng thả thòi lòi vài bữa và để xem coi anh ấy có bắt lại những cái con cá thòi lòi cũ của mình hay không. Nếu mà quý vị khán giả xem á mà thấy anh ta bắt tàn là cá thòi lòi mới không á, nghĩa là cái xác suất mà bắt lại những cái con cũ rất là khó. Và những cái con đó hầu hết là nó sẽ được giải cứu thành công. Đây là một con cá thòi lòi mới. Thôi chứ mình thả 10 con ấy lắm mày mới bắt lại được một con. Lâu mới bắt lại được một con hai con thôi chứ. Cái đó dễ gì bắt lại được đâu. Mỗi lần bắt lại nó cũng khôn lên. Nó bị bắt một lần là nó khó bắt lại nó lắm, nó nhát. Mấy con này bắt rồi nè, đó. Bây giờ là giống như là nó đang bị cầm tù tư tưởng. Trong đầu của tụi nó đang nghĩ là mình là cầm chắc cái chết rồi đó. Nhưng mà ngày mai mà mình thả ra là nó sẽ rất là bất ngờ luôn đó. Bây giờ em dịnh dịnh vô nó cho nó sợ đó. Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sẽ cố gắng thả cá thòi lòi mấy ngày luôn và dựng thành một cái video clip lớn để cho Bồ Tát Thánh Chân xem và mọi người cùng thấy. Rồi. Một bạn cá thòi lòi rất là to đang nằm sát mé. Anh ấy có bắt được hay không? Bạn cá thòi lòi đó vẫn còn rất tự tin. Đây, cá thòi lòi rất hay nha. Nghe cái âm thanh này là nó hốt hoảng liền. Thì bên đây là người ta đang đi te, là đang kéo cá bằng dưới đáy sông á. Giải cứu động vật ngày ngày đều có người giải cứu cho tụi con thì tụi con mới có cơ hội trở về rừng lên đó mà sinh sản nha, rồi phát triển gầy dựng lại giống nòi. Chứ ngày nào cũng bị bắt ăn thịt không ai cứu hết là riết đâu còn nữa. Dính không anh? Trời ơi, tài tình quá. Rồi. Rồi thưa quý vị, cô bác anh chị, anh ấy lại bắt thêm một bạn cá thòi lòi mới nữa. Bạn này rất là to, mới vừa đi một đứa. Còn đó không là cỡ 7 con 8 con 1 tí nữa. Dạ. Bảy tám con là 1 ký. Đó. 4 con 5 con 1 ký có.
Sợ chưa? Sợ chưa thầy Lòi? Sợ rồi đúng không? Nước không? Dạ không anh ơi. Rồi thầy, thầy. Má nằm trên cây. Nằm trên cây. Nhắm. Bạn thầy Lòi thứ 6. Nước bắt đầu đang lên rồi thưa quý vị, cô bác, anh chị. Nước lên là anh ấy sẽ không bắt được. Thì khoảng 2 tiếng nữa thì nước sẽ lên. Nước sẽ lên là qua cái cây này luôn nè, đó. Cái trụ nè, đang để cái bảng chữ B nè. Anh chị thấy bé cuốn hết này sao? Nằm ngắm cảnh cỡ vậy luôn. Hôm nay bắt được 5 bạn cá thò lòi rồi. Được biết cá thò lòi thịt dai như thịt gà nên nhiều người thích ăn. Nhưng loài này không nuôi được. Đi soi bắt thì thấy cực như vậy đấy. Là lúc có lúc không hả anh? Chứ không phải lúc nào cũng bắt được đâu. Đi em thấy cũng lâu lắm rồi đó, mà nãy giờ được 5 bé thôi đó. Em lấy cái đèn anh coi con gì. Chim. Nha. Đó. Đâu anh? Nãy cái đèn anh coi nè. Con chim gì đang đứng hả? Cò. À, cò con phải không? Sao nhỏ xíu vậy? Cò ma. Cò ma là con nhỏ hả? Con nhỏ. Đó. Nếu mà con này dai như thịt gà, sao người ta không ăn thịt gà mà ăn thịt nó ha? Trời ơi, nhiều người nó thích ăn cái này ăn kia chứ không lẽ em ăn thịt gà chút qua năm em. Mà ai cũng thích ăn nó thì ai làm bảo tồn rừng đước đây? Mấy con này nó đang làm giống như mấy nhà hoạt động môi trường đó, nó đang bảo vệ rừng đước đó. Mình giải cứu của nó giống như là mình giải cứu được vừa trên bờ mà lẫn dưới nước luôn. Hôm nay em đi em thấy rồi, cảnh đi săn bắt gì cực lắm. Cực. Thức đêm, thức hôm. Trời, có mấy con cá nó dính kìa anh. Cá gì vậy? Là cá măng. Nó dính trên lưới cao như vậy đó là cái cá măng cá làm chả. Nước mà dâng lên đó là nó cao như vậy đó thưa anh chị. Nè, lưới là múc chỉ trên nóc luôn nè. Đó, nước là tới cái mép chỉ đó đó. Dạ. Ồ, cái chiều cao của cây này thì em thấy là cao 5 mét luôn á. Chưa tính cái độ sâu dưới đây nữa. Dạ. Thì cái sông này nó mà lên là nó cao tới khủng khiếp như vậy. 6-7 mét. Còn ở ngoài đáy đây là chục mét là có vô tư. Dạ. Ở đây là nước chục mét là tươi á. Mà nó rút xuống là cạn vậy ha anh ha. Ừ, đó nó cạn vậy đó. Ồ. Nước giờ đang chuẩn bị chặt chặt đó. Dạ. Yeah. Có người đó giờ đang ngồi tắm gốc chuẩn bị thả lưới. Thả nò đó. Mấy người phía trước này ha anh. Không, mấy người nãy ngồi trên chiếc chuồng nãy mình mới đạp qua đó. Dạ. Yeah. Ngồi trên chiếc ghế đó. Rồi. Anh đã bắt được con cá thò lòi thứ 7. Mình đã thả một bé rồi nha, nên trong này giờ chỉ có 6 bé thôi. Đây coi. Bữa giờ là em thả cá thò lòi, em mua của anh được 2 lần rồi đúng không anh? Mà mỗi lần cũng được 2 kg, 4 kg hay sao rồi đúng không? 4 kg, hơn 4 kg. Em đã mua hơn 4 kg cá thò lòi của anh. Và em nhìn thấy là có một con cá thò lòi đã bị bắt lại. Còn đây là cá thò lòi mới không à. Nghĩa là cơ hội không bị bắt lại cũng cao đấy. Con này anh mới bắt vô hơi nhỏ nha. Mà anh biết phân biệt cá thò lòi được cái không anh? Có con nó trứng cái bụng thường bự.
Giờ cá thoa lò em thấy có con đầu to, con đầu nhỏ là sao? Con môi dày, con miệng miệng mơ. À. Với lại người nó có màu sắc đúng không? Vậy con này chắc con cái rồi. Này con đầu to nè. Đây, đây hai con đầu to. Con loài cái nó đỏ đỏ. Dạ. Cái này ta hút vô đây nè. Dạ. Đây em phát hiện một đường ống hút cát chậm ở đây nha. Đó. Anh chị thấy không? Đây cái ống á. Hút vừa đánh bắt thủy hải sản cạn kiệt, vừa tàn phá rừng mà vừa khai thác tài nguyên khủng khiếp nữa. Dạ dạ, nghiêng qua trái cho tàu. Đây cái đường ống này. Vô qua cái nhà máy này, cái nhà máy này xử lý cát đúng không anh? Máy hút đó. Đó, cái máy hút cát luôn à. Em thầy hút bằng cái xà lan đó. Anh chị bớt xây dựng nhà cửa lại là được. Rồi anh chị bớt ăn mấy cái loài mà nó đóng vai trò quan trọng trong tự nhiên, giống như cá thòi lòi đây, đó. Bớt ăn thịt nó lại. Bây giờ anh ta có tiền mà kêu người ta không chay thì nó cũng. Dạ. Thì không bớt được thì ủng hộ em phóng xanh. Dạ. Nhấn like ủng hộ video của em cho mọi người ý thức. Còn anh chị mà muốn bắt cá thòi lòi đây, phóng xanh này có anh này. Là chủ yếu là mình tạo điều kiện cho anh này có tiền nuôi gia đình thôi. Đúng không ạ? Còn mình cứ mua phóng xanh, bởi vì mình phóng xanh cái con này nó giống như là một vị thần mà. Nó vừa bảo vệ trên bờ mà lẫn dưới nước, vai trò nó rất là quan trọng. Không nuôi nó được luôn, nó chỉ sống trong tự nhiên thôi. Đó, mình giải cứu nó nha anh chị ơi. Đây. Đêm nay em trải nghiệm cái cuộc sống của một anh ngư dân thì em thấy là vất vả. Nãy giờ anh Minh ảnh đập thuyền ảnh chở em đi nè đó, không nghỉ luôn. Đạp cái này thì bao nhiêu cơm gạo nó đi hết rồi. Đúng không anh? Uống nước không đủ nữa là mai mốt bị sỏi thận đó sư huynh. Hoạt động quá nhiều. Đi lắm. Này cũng phải chục cây số uống nước thay xăng hả? Để đi chút uống, chút uống. Uống nước thay xăng luôn. Rồi em thấy một em cá thòi lòi nằm nè đúng không sư huynh? Là cá thòi lòi con. Em đi thì em có kinh nghiệm nhìn được cá thòi lòi luôn rồi thưa anh chị. Là những cái bóng đèn nhỏ nhỏ xa xa, mình chiếu cái đèn này vô mình thấy mắt con cá thòi lòi sáng lên như hai cái bóng đèn vậy đó. Con thòi lòi nó sáng xanh. Dạ, nó có ánh sáng xanh. Anh Y mắt con ánh sáng gì? Trời, nhắm mắt lại hả? Anh Y cũng ánh sáng xanh nha. Chiếu vô là anh Y nhắm mắt lại khôn lắm. Thần thú mà. Thế là bị anh ấy hốt nữa rồi. Con thòi lòi thứ 8. 2, 4, 5, 6, 7 à, rồi. Bự luôn. Thứ 8. Rồi coi ông anh này ông thể hiện khả năng bắt cá thòi lòi nữa nè. Đó. Dính thêm một đứa nữa. Hai con luôn rồi. Con cá thòi lòi thứ 9 của ngày hôm nay. Còn nữa không anh? Tôi dọc tôi tìm đi chứ. 9 bạn rồi. Rồi. Một bé thò lòi cái đã bị dính. Ghê.
loài cái đầu nhỏ xíu dài sọc. Ai da, được như đây 1 ký á chưa anh? Anh bắt được 1 ký rồi đó. Mũi cắn cũng mệt mỏi lắm luôn á. Kiếm được ký cá luôn, chày hay đó con. Rồi anh hốt một em cá thò lòi cái rồi. Còn con nằm trên nữa kìa. Rồi. Hôm nay mấy em mà bị bắt là hên lắm luôn á. Đó. Dạ. Này tụi con yên tâm đi, bị bắt rồi sẽ được giải cứu nha, sẽ được cứu. Nước sắp lên rồi. Video này á, mục đích là để cho quý vị đang ăn thịt cá thò lòi á bớt ăn lại, và tốt nhất là không nên ăn luôn á, để có cá thò lòi trong thiên nhiên nó bảo vệ môi trường sống của khu rừng nước. Còn quý vị Bồ Tát ủng hộ thì cứ việc giải cứu thôi, chứ để không cứu thì cá thò lòi sẽ bị ăn hết. Phải để cho người ta thấy được cái việc mình làm có ý nghĩa, phải mất thời gian rất là lâu. Hôm nay tôi bắt đầu làm giải cứu cá thò lòi thì cũng phải 1-2 năm sau nó mới có đủ được cái tác động đến tâm lý của người xem. Đây, loài vật được mệnh danh là độc đáo nhất trong 6 cái loài vật ở trong rừng nước á, thì cá thò lòi nè sống được trên bờ lẫn dưới nước, hoạt động được cả hai môi trường nên cơ thể rất săn chắc khỏe. Người ta nói là ăn cá thò lòi thịt nó dai như thịt gà, vậy thì chúng ta tại sao không ăn thịt gà lại ăn thịt nó làm gì? Gà nuôi được nó nuôi đâu được đâu. Hy vọng là anh sẽ bắt được rất là nhiều cá thò lòi trong ngày hôm nay nha. Bây giờ anh ấy bắt đầu bẫy cá thò lòi trong hang. Anh ấy sẽ phơi diễn tất cả những cái kỹ năng bắt cá thò lòi cho chúng ta coi. Rồi. Em sẽ đi theo quay phim cho anh. Cái chai đó anh bị đục thủng cái đít ha. Thủng cái đít mình nhét cái đít xuống có thò lòi nó lên nè. Lên đây nó chui vô đây, cái lẫy này nó sẽ nằm lại. Cá thò lòi nó không có ra được. Mình sẽ đợi nó chui lên bao lâu anh? Có nhiều con nó lên nhanh, có nhiều con nó lên chậm. Dạ. Rồi thôi mình đi quay phim. Để em đi theo anh đó luôn. Hôm nay tôi đi dự định là ngồi thiền nghỉ ngơi chờ anh bắt, nhưng mà không có thấy, không có cho mọi người coi được cái cảnh. Em mới vừa té xuống sông đó thưa quý vị. Em mới té sấp mặt xuống sông. Giờ đây em đang lội dưới bùn nè. Bùn mà nó lên tới chân luôn. Đó. Đó. Đó, bùn mà nó ở đó. Lên trên kia coi. Trời ơi, bùn này lúng dữ vậy.
Rồi đặt xong rồi. Rồi đợi bao lâu anh? Đợi nó tí xíu mình đi dọc mình quay ra mình thăm nữa. Đây mình chích vô cái hang đó rồi nè. Đó. Cái hang nằm dưới. Cái hang nằm dưới đít chai. Để coi. Đúng rồi. Quay clip cũng cực khổ không? Té lên té xuống. Té xong rồi té tiểu luôn á. Lên trên. Bây giờ anh này chuẩn bị xuống nước để bắt cá thòi lòi. À, là những con cá thòi lòi nó gan á, là nó chưa từng bị dính. Còn những con mà nhát á, đèn nó rội vô một cái là nó bỏ chạy liền. Là những con đó đã từng bị bắt sảy. Đó. Nên mấy cái con này bị bắt mà mình cứ cứu nó hoài là nó có kinh nghiệm bỏ trốn. Thòi lòi cái luôn đúng không anh? Cái. Ok. Tiếp tục xuống làm nhiệm vụ. Quay phim cái cảnh anh này anh đi bắt cá thòi lòi. Này. Vì một con cá thòi lòi ảnh có thể lăn xả tới cỡ này luôn. Nhưng vì một bữa ăn gia đình cho con cái ở nhà, học hành này kia, phải cố gắng làm. Đó. Chui vô lùm, vô đùm gì. Cây cối xung chơi vậy đó. Chụp hụt. Chụp hụt hả? Anh bỏ cuộc chưa hay vẫn tiếp tục? Đấy, dập qua đó, đi, lá chua đấy. Đừng nói cái bò mà. Anh bao nhiêu ký vậy, Suwon? 52, 53 gì ạ? Hèn chi anh đi ít lúng sùng, lúng thuyền quá ha, lúng bùng quá ha. Lúng lắm chứ, mà anh biết đắt, anh đi anh không có nhúng. Đi không có nhúng ha. Ừ. Là đi làm sao? Mình đi cái kiểu mình rướng cái người mình lên á. À. Đừng có để cái độ nặng nó nặng xuống chứ. Rướng người lên thì không sao hả? Ừ. Hay dữ. Đây cái đầu. Bắt được nó không? Thử đi. Thì thôi chứ sao? Ừ, không được thì thôi. Anh cứ phô diễn hết cái cuộc sống hàng ngày của anh bắt cá thòi lòi. Em cho lên phim. Mà em thấy bắt nó em thấy cực rồi đó. Cái người mà ăn nó là cái người sướng á. Đó là người ta có tiền mà. Ăn thịt nó rất là sướng. Thứ nhất là khổ tới hai lần. Thứ nhất á, là sẽ gánh nghiệp khổ thai cho cái người bắt. Và luôn cái nghiệp của cái con cá thòi lòi nó đang làm nhiệm vụ rất là quan trọng trong tự nhiên mà bị ăn thịt. Đó. Con cá thòi lòi ơi. Tính ra anh bắt cũng dữ á sư huynh, 12 con rồi đó. Hay à. Trước mắt chúng ta là những cây đước đang bị tàn phá. Một khu vực rừng đước rộng lớn đã bị đốn hạ do lâm trường chặt cây đước hết luôn. Nguyên cái khu này được biết là chuẩn bị làm dự án gì nữa đó. Và cây đước này nó mà
rớt xuống đất như vậy, nó chìm trong nước như vậy, nó thúi dữ lắm ha anh. Thúi mà nước nó đen dơ. Gì hả? Cây đước này nó chết mà nó làm dơ thúi nước luôn à. Cái mũ nó ra dơ. Đước kiểu này không có cá đâu, quăng ra. Đó. Là mình thấy rõ nha các bạn, khu đước mà bị tàn phá hết là không còn con cá nào nó ở đây luôn. Đây. Đước đây là bị chặt hết, không biết là các bạn có đủ ánh sáng để nhìn không ta. Để em bật thêm. Đèn này nó yếu quá. Dạ, người ta chặt hết cây đước, đốn nguyên một cái khu rừng luôn mà. Nên bây giờ nhìn vô cái khu rừng này là không thấy con gì hết. Bởi vì á, cái cây này nó mà chết á, nước nó thúi dữ lắm, không có con gì nó dám ở bu vô trong này nó ở đó. Như vậy là mình tàn phá rừng đước như vậy, mình đô thị hóa hay là mình làm dự án gì đó, mình đụng chạm đến rừng đước, nghĩa là mình đang tận diệt môi trường sống của loài người vẫn lẫn các loài thú luôn á. Đó, tận diệt môi trường sống của thiên nhiên động vật luôn á. À, đước rồi chặt gãy hết trơn rồi, đốn hạ hết luôn rồi. Đây, em soi cảnh này cho quý vị, cô bác anh chị thấy nha. Mấy cảnh này em không có đăng lên kênh YouTube Tiêu đâu. Để cho anh chị coi để thấy cây đước nó mà chết là không còn gì sống nổi xung quanh đây. Sơ xác điêu tàn á. Nó làm thúi nước. Nguyên một khu rừng đước đã bị chặt. Nước thúi không còn gì sống nổi. Té nữa. Sao mà dễ té dữ vậy ta? Em mới té sắp mặt thêm một lần. Tính như em mà té rồi thì là phải té liền. Ôi, cái chỗ này sao mà nó tàn phá cây đước uổng dữ vậy anh? Trời ơi, cái nguyên một khu rừng đước to luôn bị chặt hết luôn rồi. Rồi hả, nhà của mấy con cò, con chim mất hết. Đó. Móc à. Anh chị thấy không à, ảnh chuẩn bị khịa một con thò lòi đang nằm kìa. Tới giờ ổng cài khịa rồi đó. Quy vô cài khịa nhỏ nha. Rồi khịa một đứa. Anh này lượng cái là anh chỉ bắt những con to thôi, những con nhỏ anh không có bắt. Thì em đi chung với anh em thấy anh được một cái như vậy, là con lớn anh mới ăn thịt, con nhỏ anh thay cho. Ồ, to dữ anh. Xuống dưới miệng chai nằm làm gì vậy? Trời, các bạn ơi. Trời, ba mẹ nó chui ngắt này lên vậy. Coi chừng anh bắt nguyên cặp vợ chồng của người ta đó anh. Ôi ôi, con kia bự hơn nữa kìa, bơi rồi. Là cái chỗ hồi nãy anh ấy đóng chai á, thì có một con to nữa. Đây có một con to nữa ngay chỗ anh ấy đóng chai á. Chỗ cái ngách đồng lên thì đó.
được không? Anh chụp bằng tay luôn hả? Thế quay. Chết giờ. Mẹ nó chui cái ngách này lên. Là con đó hả anh? Ừ. Con đó nó chui lên lại được. Nhét lúc cái chai xuống dưới thì mẹ kiểu bị chui. Là con đó nó làm được hai cái hang để nó chui ra chui vô. Ừ. Bây giờ anh lại đóng cái chai. Bỏ đi. Thôi bỏ nó luôn anh ơi. Thằng này nó thông minh quá, tha cho nó luôn. Dạ. Rồi vậy là chúng ta đã biết cách bắt cá thòi lòi bằng chai nước. Cũng cực thấy chưa? Đâu dễ. Nè nó giống như có cái lỗ nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Có cái lỗ sẵn của nó hả? Dạ, nó có cái lỗ nè đúng không? Cái lỗ đó lỗ cá thòi lòi luôn hả? Không, ý là nó giống như cái lỗ con cá thòi lòi, mình thấy con thòi lòi chui ở đây đúng dạ. Không? Mình đút cái chai vô nè. Ừ. Ý là làm cho cái miệng cho nó hơi rộng ra. Ừ. Để mình đút cho cái chai nó lọt vô. Ừ. Đó, nó lọt cái chai vô, đúng không? Dạ. Em mấy cái sình xung quanh lại nè. Dạ. Em mấy sình xung quanh lại cho nó giữ cái chai lại, cho nó kín cái miệng hang á. Ừ. Và tí xíu nữa là giữ nó chuột rồi. Rồi xong rồi, anh hốt á. Con này thì quá thông minh rồi. Nên không bắt được nó. Phải, nãy mình ém không kỹ. Ồ vậy hả? Đây. Chờ nó cây đước. Ở đây còn bên móng bên kia. Đây nè, dòng về đây tới cái tù lao bên kia. Ừ. Hiện tại thấy cảnh chặt cây đước để đưa lên xà lan chở đi rất nhiều thưa quý cô bác anh chị. Thì đây là chỉ có Lâm Trường mới chặt thôi ha anh. Ừ, gần đó. Vậy là Lâm Trường được quyền chặt rừng cây đước vậy luôn ha. Ừ. Tàn phá vậy luôn chơi hả? Đây là người ta chỉ làm thuê thôi, ta chỉ thuê chứ. À. Dạ. Trời, Lâm Trường sao chặt cây đước uổng vậy trời? Cả thế giới người ta đang bảo vệ rừng đước mà Lâm Trường chặt đước quá trời luôn. Rồi, đưa lên xà lan đem đi luôn. Coi như vậy là xong hết rồi, tan nát hết rồi. À. Quý vị thấy cây đước bị chặt ra đóng thành từng khúc không? Từng khúc gỗ đây. Đây. Cái gì vậy? Hiện tượng gì đang diễn ra tại cái dòng sông xinh đẹp này đây? Tàn phá rừng đước. Rồi, cả thế giới người ta kêu gọi bảo vệ rừng đước, rừng ngập mặn để đừng có hả dẫn đến biến đổi khí hậu. Hủy diệt môi trường sống của các loài vật. Nếu mà băng ở hai đầu cực tan đi á thì những cái loài virus thượng cổ á, nó bị đóng băng hàng chục triệu năm từ thời tiền sử á, nó mà bung ra là nó mà phát triển lên một cái là nó hủy diệt loài người còn hơn cả Covid-19 nữa. Mà giờ ở đây tàn phá rừng quá trời luôn rồi, chặt cây đây gỗ đước nè. Yeah. Những cây đước ở đây mới cưa là người ta đang đốn hạ rất nhiều rừng cây đước tại cái khu vực em đang sinh sống à. Em đi buổi tối thì em chứng kiến được cái cảnh này. Nên quý cô bác anh chị ủng hộ em giải cứu động vật, bảo vệ thiên nhiên nha. Đó. Trời ơi, tội nghiệp quá trời luôn á. Sau khi những cây đước ở đây bị đốn hạ rồi không còn cái con vật nào sống nữa hết. Bắt đầu nước nó thúi ra. Đây, chặt hết luôn à anh chị ơi. Đau lòng quá nha. Lóc lên rồi. Nè mà đi buổi sáng chắc nhìn thấy rõ hơn á. Đi buổi sáng hả? Dạ. Đi buổi sáng nước ngập mênh mông. Nước ngập mênh mông không thấy mấy cây nước này đã bị đốn hạ ha anh? Không. Nếu mình thấy thì mình chỉ thấy trống vậy thôi chứ còn mấy cái gỗ rồi nó cưa đấy nè, nước nó ngập hết trơn rồi mình đâu có thấy được
À, nhưng mà nước ngập cây đước thì nó cũng đâu có bị hư, bị mục hay trôi đi đâu đúng không? Đâu trôi đâu, nằm đốc cái trôi mẹ gì. Rồi cái tối cái người ta lại ra lấy về hả? Chiều á, chiều nước nó cạn á. Nó thả mới dán xuống rồi, rồi nó bắt thì xuống mấy thằng dắt lên nó chắc lên vậy đó. Dạ. Coi như là cái cảnh mà chặt phá rừng đước là chỉ có buổi tối mình coi được thôi, còn sáng là mình sẽ không thấy được đâu ạ. Rồi những cái cây này á, những cây đước ở đây á, bây giờ nó sơ sát hết, bên ngoài là lớp bên ngoài thôi, còn bên trong là nó trụi lũi hết luôn rồi ạ. Người ta chặt hết luôn. Tội nghiệp quá luôn á. Rồi môi trường sống của con người đang bị đe dọa bởi vì sự tàn phá thiên nhiên một cách vô tội vạ. Đâu anh? Nè, chỗ đỏ đen. Bữa anh đi soi nó còn nước mênh mông mà bữa nay ngã tùm lum tùm la tới nỗi chân. Vậy là cưa này là hiện trạng cưa mỗi ngày rồi đúng không? Ừ, hôm bữa có cái ở đây có cái láng là anh quẹo vô đây anh soi nè. Sau khi người ta bây giờ nó cưa trà không giờ sao vô. Dạ. Sau khi người ta cưa rừng đước rồi, anh chị cô bác biết không? Là mấy con vật ở đây nó không còn sinh sống nữa. Nó chết hết luôn, nó tuyệt chủng luôn. Bởi vì nó không còn môi trường sống nữa thì nó đâu có đẻ được nữa đâu. Rồi nó đi chỗ này chỗ kia nó ở thì nó lại bị bắt. Đó là lý do mà tối nay em thức đêm để em có được cái sự khám phá cái rừng đước này và những cái gì đang diễn ra tại nơi đây em đều nắm bắt hết rồi. Mong là mọi người coi ủng hộ cái video của em và chia sẻ làm sao để cho mọi người ý thức bảo vệ rừng đước, đừng tiếp tục tàn phá rừng đước ở khu vực cảng Vidan nữa. Dạ, đây phía trước mặt chúng ta là cảng Vidan nè, đèn rất là nhiều. Mình đi hướng này về luôn hả Sư Huynh? Đi ngang qua mấy chỗ đó luôn hả? Mình gần tới nói là mình tấp vô bên phía tây. Dạ thưa quý anh chị cô bác, đây là cái cảng Vidan, tàu bè vẫn hoạt động tấp nập trong buổi tối hôm nay. Còn bên đây thì rừng đước đang bị san bằng, chặt phá cây cối rất là dữ dội. Cá thòi lòi thì bắt được 13 em. Chương trình là vẫn đang cố gắng bắt cá thòi lòi, nhưng mà thấy là tương lai là không biết còn cá thòi lòi để bắt hay không nữa. Bởi vì rừng đước bị người ta tàn phá như thế này thì cá thòi lòi nó đâu còn môi trường sống nữa đâu. Cát thì bị hút, cây thì bị chặt. Những cái loài mà chỉ tồn tại được trong tự nhiên mà không nuôi dưỡng được thì bị ăn thịt. Tình trạng rất là đáng buồn. Trong cái mùa dịch Covid này mà vẫn còn rất nhiều người chặt phá cây đước liên tục. Ồ, bây giờ mình vô cái láng ha Sư Huynh. Đây, chúng ta có thể thấy được những cây đước gãy đổ rất là nhiều, bị người ta chặt phá dữ dội quá mà. Này cỡ vài năm sau nữa thôi thì chắc là cái khu vực này không còn rừng đước nữa luôn à. Người ta sẽ san bằng hết bởi vì người ta đang san bằng nữa mà, đang chặt á. Thì em hy vọng cái video này chia sẻ ra một cái mọi người ủng hộ em đi dừng lại cái việc mà phá hủy rừng đước ở cảng Vidan à. Ủng hộ em giải cứu động vật à. Mỗi ngày. Ok. Thấy hả anh? Những cái láng này rất là đẹp.
nó giống như là những cái khu mà du lịch dã ngoại thiên nhiên vậy đó, cảnh nó đẹp như vậy nhưng mà người ta tàn phá hết rồi. Còn nhái ngồi đó. Sao xui anh? Nghe đèn anh gọi. Nhái hả? Đó, em gọi lên đó. Đó, đó. Ồ. Oh. Sao anh nhìn từ sao anh biết nó con nhái vậy? Con nhái nó ngồi hay mắt sáng. Mắt sáng hơn cả thò lòi. Mà con này nó chỉ ở... Dạ. Con này nó ở nước muối được hả anh? Ừ. Con nhái này ở nước mặn, anh hốt nó cho lên cho em nghiên cứu cái được không Suwin? Coi coi cái da vẽ nó đẹp không cho anh chị cô bác coi chim ngưỡng nhan sắc của em ấy. Người có độc tố không? Không. Rồi. Dạ dạ. Nhái ơi, đến đây cho tụi anh coi em để mọi người thấy đừng có ủa mà con này ăn thịt được không anh? Được. Rồi ăn thịt được luôn hả? Thôi mọi người coi dung nhan của nó mà đừng ăn thịt nó nha. Mấy cái loài lưỡng cư này. Cái kẻ đó nhỏ quá. Không bắt được à? Kẻ nhỏ quá không biết cái giật được. Thôi tha mạng cho nó. Ủa vậy là cái con này nó đẻ trong nước muối được luôn hả anh? Ừ. Rồi cái trứng nó nở được trong nước muối luôn. Con này nó sống ở nước mặn mà. Còn con nhái này hay dữ ha. Dạ anh chị cô bác thấy không ạ? À? Một cái bao ni lông to cũng quăng xuống dưới sông luôn nữa. Rừng nước thì phá hoại như vậy thì riết thò lòi cá nó cũng không sống nổi. Mất môi trường sống hết luôn. Vừa rác thải. Cái bao đó là lụm lên chắc nặng chiếc thuyền anh luôn hả? Bự, bự nó bự lắm. Bao đó bao ni lông gì to dữ vậy mà nó quăng xuống nước luôn vậy trời. Nó chùm ba cái gì cũng mấy bao ni lông chùm tàu rồi không đem lên bờ phân hủy giờ quăng nguyên cái bao to tướng xuống nước. Thuyền này không chở nổi cái bao này đâu thưa anh chị. Cái bao này nó bự hơn chiếc thuyền này luôn mà. Em cho anh chị coi cái cảnh đó để thấy. Cái bao nó chùm lên chiếc xuồng của mình dư sức. Chùm 3 chiếc xuồng của mình. Bao to bằng 3 chiếc xuồng nên tụi em đi là không thể nào mà vác nổi cái bao đó về đâu. Giờ mình làm sao để cho anh ta đừng có chặt cây đước nữa đây ạ. À. Để cho cá thòi lòi nó còn nơi phát triển. Các loài vật khác nữa. Đốn hạ cây cối riết luôn trời. Bữa nay anh này ảnh đi em mới thấy được cái cảnh như vậy á. Chứ em tưởng khu rừng này nó vẫn còn tươi đẹp lắm. Ai ngờ con người hủy hoại đến mức độ này đây. À, thưa cô bác anh chị, em nghĩ là nếu mà mình bảo tồn rừng đước ở đây thành công á, sẽ vẫn còn giữ được rất là nhiều loài động vật hoang dã nha. Em mới vừa thấy con chim ưng á. Dạng con chim đó ở đây gọi là chim ngủ ngày, cái mỏ nó quặp. Với anh này nói là ở đây còn con beo. Trong rừng vẫn còn beo. Anh đi đêm thì anh thấy được con đó. Beo sao anh? Đi đêm thấy quả gì? Nó như con báo vậy á. Người nó vằn vện hả? Nó cũng nói chung mình nó con báo làm sao nó y chang vậy á, mà nó là con vàng trắng vàng chứ nó không phải đen. Hay là anh lộn với cái con mèo rừng? Làm gì lộn được, con mèo rừng ở đây anh không biết hả gì, con mèo rừng nằm ở đây. À. Ở đây ta kêu còn beo không, ở đây ai kêu còn beo. Nó có gầm gừ dữ không sư huynh? Không không. Nó thấy mình cái nó chạy mất tiêu à. Dạ. Vậy rừng ở đây vẫn còn ok chứ ha. Dù khó bảo tồn là mấy loài vật hoang dã nó không bị mất đi á. Mà ở đây người ta chặt phá cây rừng quá. Nó đốn hạ rừng dữ quá quý vị ạ. Beo con mèo rừng anh không biết. Dạ. Cái con đó anh chăn rừng ra mà biết lạ. Lúc trước anh đi rừng dữ luôn hả? Hồi đó nhà, hồi đó anh còn nhỏ nhỏ không? Ba anh có nuôi bầy chó để đi săn mà. À.
gà, trúc, beo, khỉ. Tính ra anh cũng biết nhiều quá chứ. Ba bốn ngày mới về. Hồi xưa là còn săn được, giờ đâu săn được gì đâu. Giờ còn gì nữa đâu săn. Giờ rừng của mình giờ nó ban ra tới trên núi nó khác, nó làm rẫy luôn mà trồng mì đồ, trồng keo đủ trển luôn rồi. Giờ còn cái gì nữa, con gì mà nó sống nổi nữa. Mà ai vậy? Người dân hay là sao? Dân rồi. Tàn phá thiên nhiên. Cuối cùng không còn gì. Cao su 3000. Là phá rừng để trồng cao su đúng không? Su. Cao su thì của mấy bên bên quân chiến như bên quân đội hả gì. Dạ. Bên kiểm lâm á. Dạ. Ừ. Phá thiên nhiên để trồng mấy cái cây gì đâu không. Cái rừng thì tôi kêu mấy kiểm lâm. Anh, mấy chỗ mà hả bị chặt phá cây cối là nãy giờ mình đi không thấy lòi ra con thứ 14 luôn ha. Thôi đây mình đi về luôn. Mình về về luôn. Mười ba chú cá thò lòi. Thưa anh chị cô bác, đường về còn rất xa, khoảng 5 cây số nữa nhưng nước lên rồi. Coi như là chương trình bắt cá thò lòi hôm nay là anh ấy để rẻ cho luôn 1 ký. Đó 13 con. Bây giờ em qua cái tiết mục mà luyện treo xuồng bằng chân. Nãy giờ em thấy anh ấy đạp rồi em cũng muốn trải nghiệm để chân lên. Có nào em đạp à, hồi anh xuống sông luôn. Rồi sao nữa ta? Ngồi dựa vô vách tường hả? Sao sao? Thấy chưa? Cảm giác đó là sao? Cảm giác sao mà không đạp được là đạp đâu. Sao cái chân của anh bấu vô được cái này hay vậy? Thì anh quen rồi. Hay quá anh ơi. Trời sao cái chân em bấu vô có cảm giác như sao ta. Em làm sao mà cho hai cái chèo nó giữ vô trong hai cái chân của em đó. Ủa mà sao em thấy cái chân anh dài dữ vậy anh? Cái chân em làm như em móc tới cái cây này không tới luôn á. Quen cái vậy. Móng quen nhìn. Anh chị coi em đạp mà em phải ngã người ra dài hết cỡ luôn á. Sao em thấy nó kỳ vậy ta. Thôi cho em chèo bằng tay nha. Ừ, chèo đi. Dạ sau khi trải nghiệm cái cảm giác chèo thuyền á thì em chèo vô cây đước luôn, cây đước nó đâm vô người em luôn. Vậy là thật sự mà nói là đi đánh bắt cá thò lòi mà ban đêm á rất là cực thưa anh chị. Phải canh nước nó xuống rồi mình bắt nó trong vòng thời gian ngắn như vậy á. Hên á thì bắt được nhiều, không thì nước nó dâng lên thì không còn bắt được nữa. Cá thò lòi nó chui vô bụi cây á, nó trốn là đâu có giờ vô trong này bắt được đâu nè. Thí dụ nó nằm trong cây đước nó ẩn cư rồi, đâu có ra được. Là mình không thể nào mình đưa hàng vô mình. Trời mấy người đi te nè anh chị ơi. Đó. Đăng. Đi gì ạ? Đăng. Đăng bờ. Đăng bờ là gì sư huynh? Giống như nước nước cạn á. Người ta cắm cây rồi xong cái người ta dăng cái lưới rào lại giống như mấy cái chuồng rồi đó đó. Nhưng mà ta dăng bờ cho ta dăng dài lắm. Từ đây bút vô kia. Rồi cái người ta dăng nước nó lớn tới đâu cái người ta dở lưới người ta móc lên tới đó. Yeah. Ta dở chừng nào nước nó hết rồi, nó đứng nước nó không lớn nữa rồi thôi. Yeah. Khi bắt đầu nước nó cạn xong nó rút nước ra ngoài hết cái đầu rồi. Cá nó còn nằm trên bờ đó, nó mắc cái lưới nó còn nằm lại trên bờ, người ta đi theo mấy bờ đó người ta lụm, người ta bắt.
Tao ghi căng bờ. Căng bờ. Đăng bờ. Đăng bờ. Thường đó người ta bắt được nhiều không anh? Nhiều chứ. Thôi đồ cá chẹn gì tao bắt nhiều lắm. Còn anh bắt cá thòi lòi thì nó quá bình thường đúng không? Nhưng mà cái phần kia người ta đầu tư cũng nhiều ha anh? Đúng rồi. Ghe nè, cây cổ đồ nhiều. Nói chung bắt mấy cái loại thiên nhiên cũng cực. Em nọ thấy chèo ghe thôi em thấy mệt rồi. Giờ em nhảy xuống sông cho em bơi về tới nhà em thấy ok hơn á, 5-6 cây số bình thường. Chứ chèo 5-6 cây số mà cho em chèo chắc tới chiều, chiều hôm sau mình mới về nhà đó anh. Em chèo sao mà chiếc xuồng này nó dính vô cây đước luôn. Thôi ngủ luôn đi, sáng luôn rồi về. Thôi đó chứ, để trả lại sự nghiệp cho anh nha. Sự nghiệp này em kham không nổi rồi. Không bao nổi phải không? Không bao nổi cái vụ mà đi đánh bắt này rồi. Chỉ có thể giải cứu thôi. Cảm giác thấy bắt con cá thòi lòi nó mới khổ cực như thế nào đúng không? Đúng rồi. Chèo cái xuồng đi. Vậy người ta ăn, người ta chỉ biết bỏ tiền ra người ta mua thôi. Người ta còn lựa con này con kia, người ta chê con này con kia nhỏ to rồi. Chứ người ta đâu có biết mình bắt con thòi lòi nó cực khổ như thế nào đâu. Hèn chi ảnh bán cá thòi lòi mà ảnh mập lên không nổi luôn mà. Chèo như vậy là cũng cả chục cây số hơn á. Dữ lắm anh. Đó. Bổ sung vitamin khói rồi đó. Lạnh hả? Mới lạnh mà nè. Đi đêm mới hút thuốc quen. Đỡ buồn ngủ. Em thì không hút thuốc được. Em dị ứng với khói anh ơi. Anh chị đó thấy ảnh chèo chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi á. Mà sao em cũng làm không được, em làm bằng tay luôn cũng không được. Nó lộng cộng sao á. Rồi mình ghi lại cái khoảnh khắc này để mình học cái cách chèo ghe nha. Chèo chẳng may ra thả cá thòi lòi xong rồi anh tập cho chèo. Mà sao cái chân anh bấu vô đó được hay vậy anh? Anh không để chiếc dép vô cho mang cho dễ. Để chiếc dép dính vô á. Không chưa Tâm. Hả? À? Có con gì không chú ơi? Thanh Ni ngủ luôn. Nhờ Bồ Tát Thánh Chân và các vị Bồ Tát khác thì mình mới có thể hoàn thành cái sứ mệnh giải cứu động vật trong rừng đước. Nhưng mà để bảo toàn rừng đước thì cần phải sự quan tâm của nhà nước và ủng hộ của cộng đồng thì mới tạo được một cái lực đủ lớn để thay đổi những cái chính sách hủy hoại môi trường sống của các loài vật. Các bạn ơi, nếu mà chúng ta không có những cái động thái để ảnh hưởng tích cực đến rừng đước á, thì tương lai sẽ không còn được nhìn thấy những chú cá thòi lòi to và bự như thế này. Mấy em này gọi là siêu to khổng lồ á thưa quý vị. Nhìn cho kỹ đi. Nếu mà tôi không giải cứu thành công, không bảo vệ môi trường rừng đước thành công thì tương lai những cái hình ảnh này chỉ còn là trong ký ức. Và các em nhỏ sẽ không bao giờ được thấy cá thòi lòi siêu to khổng lồ ngoài đời thật. Đây, Tuyun cầm lên cho em coi nha. Chú cá thòi lòi to hơn cả bàn tay của Tuyun, dài hơn cả chú chó. Đây,
dài hơn chú chó Honey đang nằm luôn, thấy chưa? Honey đang quấn lại thì cá thòi lòi dài hơn. Đây, dài hơn cá Honey nha. Chó Honey đó. Honey lạnh hả con? Thấy bạn cá thòi lòi to không? Siêu to khổng lồ mà. Rồi cá thòi lòi ơi, hãy nghỉ ngơi đi nha. Ngày mai tôi sẽ đi thả mấy bạn. Rồi. Bây giờ cũng sắp về tới nhà, cũng gần hết pin rồi. Giờ mình nói chuyện cho vui. Thì anh đi đánh bắt cá thòi lòi này từ khi nào vậy sư huynh? Anh đi từ hồi mùa dịch tới giờ. Từ mùa dịch là bắt đầu dịch 2019 hả? Dịch mới dịch này, cách đây 2-3 tháng này á. Còn lúc mà chưa dịch thì anh làm công nhân mà. Anh làm bên công ty YouTube Radio. Dạ. Làm về da. Dạ. Anh may công nghiệp về da. May công nghiệp. Chứ vậy mới đi 3 tháng ha, tưởng anh đi lâu rồi. Người ta nói là đi đêm có ngày gặp ma đó, không biết anh đi 3 tháng nay có gặp được con ma nào chưa? Không gặp ma hả? Người còn ghê hơn ma đúng không anh? Ma cái bảo này là mất tiêu rồi đó. Người mới là ghê á quý vị. Ma không có gì ghê đâu. Ma người ta khổ, người ta đi đầu thai không được. Ma không có hại thiên nhiên động vật bằng người. Người hại ghê lắm. Má nó ủi lấy tôi đó mà. Vậy là anh bị ủi cái kia rồi đúng không? Hồi nãy mình đi á thì nước nó cạn veo à. Bây giờ nước nó dâng lên hết rồi. Mình về nước nó dâng lên cao rồi. Sáng mai khoảng 8 giờ thì em sẽ đi ra sông để em phóng sanh cá thòi lòi cho Bồ Tát Thánh Chân, và sẽ mua thêm tôm chì của các ngư dân khác. Mình canh họ vừa về mình sẽ giải cứu liền để phóng sanh tiếp tục cho gia đình Bồ Tát Vân, là hồi hướng cho anh Phát mau hết bệnh. Chào cô chú, khỏe không? Có con gì bán không? Bắt được con gì bán cho con đi. Ai vậy, má anh Tài hả? Phải không? Hai vợ chồng này đi đêm hoài có ngày gặp ma nha. Hai vợ chồng đó đi đêm mười mấy năm luôn rồi đúng không ạ? Lâu, hai mấy năm, ba năm rồi. Hai vợ chồng đi hai mấy năm luôn rồi hả? Vậy là chắc có nhiều câu chuyện để kể lắm. Lần sau Tion sẽ chuyển hướng đi với hai vợ chồng cô chú đó ha quý vị ha. Hy vọng là mọi người ủng hộ nhiều thì Tion sẽ chơi liều nhiều hơn, thử thách nhiều hơn, tham gia nhiều chương trình hơn ở ngoài sông này. Dạ. Ồ, vậy là em thấy hai vợ chồng này đánh bắt từ sáng tới chiều luôn á anh ơi. Đâu? Hai người này làm liên tục hay gì á? Có đâu. Sao giờ này làm gì nữa vậy? Đi thả vô đó. À, đi thả hả? Rồi sáng lại đi kéo hả anh? Ừ, sáng lại đi kéo. Đi kéo vô ăn uống nghỉ ngơi cả ngày rồi tối mới đi lại. Ồ. Là hồi nước cạn là đi thả rồi đúng không? Bây giờ đợi nước đầy sáng mai cái kéo hả? Ừ. Nước này nước nó hơi lớn là mình đi thả. Ừ. Cá con tôm là nó đi. Dạ. Đầu nước ngập rồi, nước bắt đầu cạn rồi thì mình đi kéo lên.
chứ không để cạn chuột nó chui vô nó cắn ăn bằng tôm hay cá nó cắn nướng thịt ra. Ủa cái gì rớt xuống vậy? Có cái gì đó rồi. Phao. À đụng vô phao. Dạ. Mà em thấy ngày mai nước cạn khi nào? Chiều hả anh? Sáu bảy giờ nước cạn rồi 8 giờ nước lại lên ha anh? Không, nước nó cạn từ từ. Dạ. Đi coi anh này ảnh soi cá thòi lòi hả cô? Có không? Dạ có. Soi rồi mai phóng xanh luôn. Mai sáng rồi mình phóng xanh. Sao giờ mày không phóng xanh luôn? Giờ tối quá à. Sáng phóng xanh cho nó đẹp. Mai có tôm chì bán con nha. Có, giải cứu tôm chì đang là sứ mệnh của con. Dạ. Nhớ chừa cho con, đừng bán ra chợ nha. Thôi, mần thịt hoài. Thả đi. Hôm nay mình về nhà đi ngủ ha con ha. Tới nhà rồi. Về nhà hôm nay ngủ, hôm nay ngoan quá trời luôn. Đi theo ngủ mấy giấc luôn rồi. Em lại té xuống sông lần nữa và chiếc dép em bay đi đâu rồi? Chưa. Em dễ bị té lắm mà. Lên tới thuyền rồi. Lên tới bờ rồi mà té xuống sông lại. Ây da. Đang cầm cái xô cá thòi lòi nữa. Thôi anh cầm lên trước giùm em đi. Lên tuân mở kinh niệm Phật cho con nghe. A Di Đà Phật. Nghe. Với kinh Địa Tạng Bồ Tát. Rồi ngày mai tụi mình ra sông lại ha. Gì, muốn đi liền luôn hả? Chưa được đâu, để sáng mai đi. Sao cái gạch chỗ này nó đau quá vậy anh? Đá nè. Đá sỏi không vậy? Mỗi lần em bước lên đây là em té xuống. Ngộ ghê. Ủa? Chiếc dép ở đây của em mà vẫn còn hả? Sao còn có một chiếc vậy? Còn một chiếc nữa đâu rồi? Ai biết. Trời, giống bồ đề đạt ma vậy ta. Xài có một chiếc dép à. Đâu được đó. Để chiếc dép đi. Còn một chiếc nữa đâu rồi. Đèo ngang thấy cái rầm. Ở đây trong đít đá trong mông. Lơm cơm chứ đuối tìm chiếc dép. Một chiếc để rồi chiếc nữa đâu. Làm bài thơ vậy đó. Để cho chiếc dép này ở đây nó đợi bạn nó tới. Dạ. Đây, giờ em cầm cho. Chiếm lệ phẩm của ngày hôm nay. Mười mấy con à? 13 chú cá thòi lòi. Tối quay cũng thấy đường nữa hả? Dạ thấy chứ. Hả? À? Thấy chứ. Được. Em không chỉnh được đó. Còn cô chú đi đâu vậy ạ? Đi thả lưới. Mấy giờ mới kéo lưới cô chú? Sáng. Mấy giờ? Sáng 6, 7 giờ đi. 9 giờ mới vô. 9 giờ mới vô hả?
chừa tôm lại cho con nha. Nó còn 1 năm. Sáng mình mua cái mình thả luôn, có nước mà nó lớn mà. Dạ đúng rồi. Có đẹp không? Ủa mấy chó con này mình không dắt mấy bầy với mấy chó kia đi nha. Dạ không, dắt mấy con kia nó đi nó nhồi lắm. Nó không có nghe lời theo sự chỉ đạo của mình. Sao nó đi theo chú Hiếu á, bữa nào theo chú Hiếu qua đồng chú Hiếu á, nó khuyên đẹp lắm. Con chở mình đi, về lại á. Dạ, từ từ rồi con khám phá. Khám phá mình đi theo ổng á. Về ba rồi nhốt ở ngoài luôn mà chú Anh ơi. Không có đâu. Có. Cho con đi trước đi, cái khói nó xỉa vô mặt con khó chịu quá. Mà chi cứ vậy. Nhà xấu, cho nhà đi. Hôm nay là đi như vậy để khám phá được cuộc sống của cô chú, anh chị, ngư dân vất vả đánh bắt thủy hải sản như thế nào? Kiếm tiền dễ không? Mình đi vậy mình mới trải nghiệm được. Khó. À, cô chú ra đánh bắt cá còn khó hơn bắt cá thòi lòi nữa hả? Khó hơn. Vậy bữa nào con qua xuồng cô chú luôn, tham quan luôn. Nha cô chú nha. Rồi, cảm ơn cô chú. Dạ dịch Covid-19 đâu đi ai, đâu ra đường rồi đâu, cách ly mà. Dạ. Con đâu phải con người đâu, con được đi chứ. Tiên cá. Rồi, em cảm ơn anh Minh nhiều nha. Cho em mượn cái xô đựng cá nha. Lấy cái nắp gì, kiếm cái gì đậy đậy lại nha. Đậy nó nhảy nó hoài. Dạ. Cái rổ đó. Dạ, cho em trả gửi lại cái đèn anh. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú nhiều nha. Nè, lấy cái rổ lột lại.